Tôi là tên là Nguyễn Văn Đạo. Là hồi trước tôi bán mới bán thì kêu bằng ông bánh bò ăn. Nhưng bây giờ tôi già rồi, người ta kêu ông lão bán bánh bò. Tôi làm năm nay trên 30 năm rồi. Trên 30 năm bánh bò. Bánh bò này là bánh bò gia truyền, là của người Tàu, là bà là Hồ Lưu, là chuyện người làm. Lúc đầu tiên mà mình làm chưa quen nó cũng thật thất thật luôn, phải chịu đựng cũng cả tháng. Rồi sau này mình làm bánh nó mới được ổn định rồi nó mới ngon. Có ngày nghĩa là mình cố làm á là được 700-800 cái. Còn nếu mà chịu cực nữa thì cả ngàn cái á. Còn trung bình nếu mình làm mà để dưỡng có sức khỏe đó, đỡ là có chừng 700 cái đó. Mình được 300 ngàn thì 700 rưỡi thôi, 100 rưỡi cũng làm cũng có lời. Nhưng mà tính là mình lấy công mình làm lợi chắc. Nhiều cái bán học trò quen, mình cũng hay nói cho đùa vui. Chứ bán cái nhờ cái dừa có cực mà cũng có vui. Mà thấy được bán rồi về thấy nó thoải mái tâm hồn, tắm rửa ăn cơm rồi đi ngủ đi giấc, rồi cho mình lo cái công chuyện của mình. Cái nghề làm bánh này là phải mình quan tâm đến nó. Mình theo gấp công chuyện này là mình làm, tôi thức 3 giờ để uống cà phê đàng hoàng, là nhồi bột này kia nọ mình làm ra, rồi phải chờ bột nó lên rồi mình mới làm. Thì làm xong vậy mấy tiếng còn ngồi sau mình mới làm, chứ không phải là 3 giờ mà làm liền. Nếu có bột làm liền vậy thì nó lẹ. Nhưng mà rồi xong xuôi mình đổ, như tôi thức 3 giờ nhưng mà đổ tới có thể là 8 giờ rưỡi là có bánh ra liền vậy đó. Mình làm mình ép bánh á, bỏ đường quýnh liền, hấp liền là nó ra bánh để tre không cứng nhá. Hình đó bánh này mình nổi tiếng là gì, mình siêng cần trong gia đình cố gắng mình theo dõi. Mình ăn từ năm ngoái nhưng mà do một vài hôm thì lại không thấy ông tới. Bánh bò của ông làm rất là ngon, có vị ngọt đó. Em được bạn cho ăn thử một vài lần, em cũng thấy khá là khác với mấy chỗ khác. Mà ông già là ông nghĩ rằng làm nó vui. Bây giờ còn làm ngày nào làm ngày mai mà con mất thì con cháu nó hưởng, chứ ông cũng không có nghĩ gì đâu. Chỉ cuộc sống cho vui vẻ là mừng lắm rồi. 100 triệu đổi ông không đổi, họ hỏi sao vậy, tiền nhiều quá không? Nhiều quá nhưng mà không ham, tôi bán nghề tôi không bán. Tại tôi không có dạy cho nên bây giờ tới 50 triệu, 100 triệu gì vậy? Nói thì nói vậy, tôi không có dạy được, không thể dạy được. Hỏi sao vậy? Hầu tôi hứa với cái người bà con làm để sống thôi. Không ham, làm cuộc sống của mình khó khăn, mình muốn làm để sống. Chứ không phải mà để học rồi mai mốt mình bán nghề, mình ăn, không có.